Xin chào anh chị. Hôm nay anh em chế tạo máy DK xanh sẽ giao với máy trộn tẩm ướp thực phẩm về ấp Sông Xoài, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để sản xuất. Máy trước khi đi ha, được anh em thợ kiểm tra bắn bao bọc màng co kỹ thì sẽ chuyển máy lên xe đi lắp đặt. Máy này khá nặng nên nhờ nhiều anh em thợ hỗ trợ chuyển máy lên xe. Khi máy lên xe mình sẽ chú ý từng thao tác để máy không có bị va chạm ảnh hưởng đến chất lượng của máy. Máy cho lên xe rồi sẽ chằng kỹ lại để quá trình vận chuyển máy không có bị sốc. Quá trình giao máy, anh em thợ sẽ liên hệ với người sử dụng để giao máy đến nơi sản xuất đúng thời gian quy định.